để hey, lôi lôi anh em chào anh em chúc anh em à, cuối tuần à, vui vẻ may mắn à, thắng lớn với ca à, win sáu tám à, à, sự kiện hoàn trả thắng thua chính thức lên sóng anh em hãy à, thường à, hoàn trả lên tới sáu trăm tám mươi sáu cụ nhá quá khủng khiếp anh em ạ từ hai mươi ba giờ ngày mùng năm tháng năm tới hai mươi ba giờ ngày à, mùng sáu tháng năm nha à, mình thấy à, sự kiện hoàn trả thắng thua quá ok anh em ạ thường hoàn trả lên tới 686 cụ luôn anh em ạ. Hôm nay mình chơi lớn với số vốn 200k anh em ơi. 200k mình sẽ vào quay thú nhá. Hôm nay mình sẽ vào quay thú thử vận may 200k cuối tuần anh em ạ. Hy vọng hôm nay sẽ may mắn nhá. Xem nào khởi đấu nó như thế nào nhá. Chắc phải đánh con gấu con khỉ thôi. Con khỉ con én nhá có hai tay này xem có may mắn hay không này à đủ mới vào nước con khỉ kìa quá ngon anh em mình thấy con ca win game bài đội thường nạp thường quá uy tín anh em ơi anh em nào muốn trải nghiệm con game này thì linh tại game với linh nhận cốt miễn phí mình ghi mở bên dưới phần mô tả với phần bình luận nha anh em tại game xong liên kết chốt điện thoại sẽ nhận ngay được sáu k tám sau anh em nhấn vào cái link nhân cốt Để nhận cốt miễn phí nha Thêm thử còn à, Cống nữa nào Còn bá nó chật luôn kìa đèn thế nhỉ. quá nha, nha. Khỉ Gấu Thế quả này mà không về bồ câu Thì về con gì Bồ câu này Trời tất tay bồ câu này nha quả này không thể nào trật được quả bù câu này đâu anh kinh nghiệm à, bao nhiêu à, năm chơi à, quay thú ấy ạ. ít khi trật lắm rồi không phải nói nhiều 190 k quá rực rỡ cầu là nó phải về thế chứ nhẹ nhàng 190 k không phải nói nhiều và này uh, bù cầu với, uh, uh, con với cong này Chơi thêm con bù cầu với cong nữa nha Biết đâu nó về bù cầu nữa là ngon Đúng không Nói chung cuộc sống chuyện gì cũng có thể xảy ra cả Đấy 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 Ok chưa 400 nước kia Đã thế nhỉ? Bắt cầu quá hay anh Cầu cuối tuần về quá đẹp luôn Bồ câu à Lại tiếp tục lấy con uh, gấu này anh em Gấu với đại bàng đi Này chơi gấu đại bàng nha mà Nó mà lên con đại bàng lại ấm anh em ạ Lên con đại bàng là tự nhiên lại có bài cụ Đủ Vãi Lên đại bàng thật kìa cầu về hay thế nhỉ hôm nay cuối tuần quá may mắn anh em ạ đập nhẹ nhàng sáu cụ nhá Cầu về như thế này món thua cũng nghe mệt đấy anh em ạ Quá đẹp Chào anh em Chúc anh em xem video vui vẻ nhá Chúc anh em cuối tuần may mắn thăng lên với cả quý nhá Để xem nào Nữa không Rồi con bả nó kia. Về sư tử mới cay chứ nhỉ. Đèn thế nhỉ. Đèn thế thì mình ra vào lại nhá. Đã đến hồi đen rồi thì chắc mình ra vào lại cho nó may mắn thôi. Vãi thật. Gấu với đại bàng mà nó rớt vào sư tử thì mình cũng chịu nó luôn chứ. Cầu về vãi thật chơi hai con chiến nhá en với thọ thôi nhẹ nhàng én thọ anh em hãy mình thấy con ca uh, win uh, Càng ngày kiếm tiền càng dễ anh em ơi từ đầu năm tới giờ mình thấy uh, tuần nào ca win cũng có sự kiện khủng anh em ạ còn mẹ nó kia đánh én nó về ngay chứ cực câu mới cay rồi vừa nãy vừa mới quất hai câu bây giờ nó về thêm câu nữa anh em Quá đen thật. Con này mình lại chơi hai cửa dưới tiếp này. Chơi uh, hai cửa dưới xem nó có may mắn hay không này. Vãi! Vừa mới chơi uh, én với uh, thọ nó đéo về. Bây giờ chơi uh, cộng với uh, gấu nó lại về thọ. Còn bà nó đen vãi chưa đen vãi nha một hai lại tiếp tục uh, hai con lúc nãy nha còn cộng bây giờ chơi con uh, sư tử đi bò qua gấu xem nào rồi còn mẹ nó kia đen vãi luôn thật chơi thế mà nó còn không về được vậy quả này thì nó về thò là cái chắc này đấy ở dưới thò mà bây giờ không về thò nữa thì mình chơi lớn luôn đấy nha mình chơi lớn thò nhá ai chơi quà này rồi chắc mình cũng chuồn đây em ơi để lại hai củ làm vốn này rồi không phải nói nhiều một cụ bà thọ nhá quá rực giữa anh em cầu về quá chuẩn nhá anh em nào mà chưa tải game thì linh tài với linh nhận cốt miễn phí mình ghi ở bên dưới phần mô tả với phần bình luận anh em hay chắc mình nghỉ nhá vào vốn 200k chốt lái like gần chục củ quá uy tín cho anh em